và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 29 tháng 7 năm 2021 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày nắng nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nắng nhẹ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông vào chiều tối, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Phía Bắc trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng cục bộ. Phía Nam trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3, ngày nắng nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, ngày nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.